chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2021. Thưa quý vị, buổi gặp mặt giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện nước ngoài tại thành phố vừa diễn ra vào chiều qua. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng chủ trì buổi gặp mặt. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, dù năm qua gặp rất nhiều khó khăn và thách thức, nhưng thành phố vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội. Đối ngoại được xem là một trụ cột quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố, với phương châm chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. Chúng tôi hiểu rằng vẫn còn khoảng cách giữa khả năng hiện tại của thành phố và các mục tiêu phát triển của mình. Vì vậy, bên cạnh những nỗ lực và nguồn lực nội tại, chúng tôi mong muốn bạn bè và đối tác quốc tế cùng chung tay, đồng hành cùng với chính quyền thành phố để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Và tôi cũng tin tưởng rằng cùng với quyết tâm của thành phố và sự hợp tác nhiệt tình của quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của Việt Nam, là điểm đến thân thiện của bạn bè quốc tế, là địa phương có nhiều điều kiện tiềm năng để doanh nghiệp và các nhà đầu tư cũng như cộng đồng người nước ngoài sống làm việc ổn định và lâu dài. Tổng lãnh sự Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Carol Ritter, trưởng đoàn lãnh sự tại thành phố, gửi lời chúc mừng những thành tựu mà thành phố đã đạt được trong năm 2020. Lãnh sự đoàn các nước khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền thành phố vượt qua đại dịch COVID-19 để tiếp tục cùng Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vị trí là trung tâm thương mại và kinh tế của Việt Nam và hướng đến vị trí trung tâm khu vực ở Đông Nam Á. Cảm ơn những lời chia sẻ của ông Carol Ritter, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh giá các ý kiến đóng góp và lời chia sẻ của trưởng đoàn lãnh sự cho thấy sự tin tưởng, quan tâm và nỗ lực của đại diện các cơ quan nước ngoài dành cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt thời gian qua. Đây là điều mà lãnh đạo thành phố luôn hết sức trân trọng. Sự phát triển của thành phố luôn có sự đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Thì quan điểm phát triển của thành phố là phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Dứt khoát là như thế, không có đánh đổi cái môi trường. Đường lối đối ngoại của thành phố thì không có đường lối đối ngoại riêng mà đường lối đối ngoại chung của quốc gia, của Việt Nam. Nhưng Thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn là thành phố vì cả nước, cùng cả nước. Luôn luôn phải có những khát khao để cho nó xứng tầm với cái vai trò vị trí đầu tàu của mình về kinh tế. Lãnh đạo thành phố cũng khẳng định, thành phố xem việc kịp thời thông tin và tạo thuận lợi cho các hoạt động của cơ quan đại diện lãnh sự, văn phòng kinh tế, văn hóa, tổ chức quốc tế là ưu tiên để đảm bảo việc hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế của thành phố, từ đó góp phần giúp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, khách du lịch và bạn bè quốc tế. Nhân dịp Tết cổ truyền Chon Chon Nam Thơ Mây của Campuchia, Tết cổ truyền Songkran của Thái Lan, đoàn lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Tổng lãnh sự quán các nước Campuchia, Thái Lan. Thay mặt lãnh đạo nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thành Trung gửi lời chúc mừng những thành tựu mà đất nước Campuchia đã đạt được trong thời gian qua, khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng, gìn giữ và làm hết sức mình để tiếp tục vun đắp quan hệ hai nước, trong đó có quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Campuchia ngày càng trở nên thiết thực và hiệu quả. Ông Sot Daret, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, sự phát triển của Campuchia không thể tách rời sự ủng hộ, giúp đỡ tận tình, hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Cam kết Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực hết mình, phát huy những thành quả đã đạt được, làm tốt vai trò cầu nối quan hệ giữa Campuchia với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Việt Nam. Đến thăm Tổng lãnh sự quán Thái Lan, đồng chí Nguyễn Thành Trung gửi lời chúc mừng sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và sự thành công đến Tổng lãnh sự cùng các cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự quán và cộng đồng nhân dân Thái Lan đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết cổ truyền Songkran.
Tổng lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh Abhirat Sugon Dabirom khẳng định, mặc dù hai nước đang phải đối mặt với những thách thức chung của toàn cầu về sức khỏe cộng đồng, nhưng vẫn dành hỗ trợ cho nhau thông qua các hành động thiết thực. Mối quan hệ trong lĩnh vực văn hóa và xã hội, đặc biệt là ở cấp độ nhân dân với nhân dân, là nền tảng cho việc phát triển quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam. Thưa quý vị, các đầu việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thành phố Thủ Đức và các quận huyện đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và quy định pháp luật, có nhiều sáng tạo. Ghi nhận kết quả này, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố cũng đôn đốc Ủy ban Bầu cử các địa phương tích cực chuẩn bị tiếp cho Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vào ngày 17 tháng 4. Thành phố Thủ Đức và các quận huyện đã tổ chức xong các hội nghị lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi cư trú đối với 50 trên 50 người ứng cử đại biểu Quốc hội, tương ứng với tỷ lệ 39 trên 50 đạt tín nhiệm từ 70% trở lên và 169 trên 169 người ứng cử Hội đồng Nhân dân, tương ứng với tỷ lệ 161 trên 169 đạt tín nhiệm từ 70% trở lên. Các địa phương trên địa bàn thành phố đã niêm yết công bố rộng rãi danh sách cử tri từ ngày 13 tháng 4 để người dân kiểm tra thông tin. Một số nơi như quận 3, huyện Bình Chánh sáng tạo đưa danh sách cử tri lên cổng thông tin điện tử của địa phương để người dân dễ theo dõi và kịp thời điều chỉnh sai sót. Công tác thông tin tuyên truyền bầu cử đã hoàn thành 95% các bảng cụm pano, vị trí tuyến đường dành cho cổ động chính trị trên địa bàn thành phố. Tiếp tục vận động các doanh nghiệp, đơn vị sở hữu các trụ bảng màn hình quảng cáo thương mại, hợp cổ động chính trị, quảng cáo thương mại dành 30% thời lượng để tham gia phục vụ công tác tuyên truyền. Hội thi chọn người tiêu biểu đức tài của nhân dân và tìm hiểu pháp luật về bầu cử cũng thu hút đông đảo lượt người tham gia. Ngày 17 tháng 4 này sẽ là hiệp thương lần 3 đối với lại đại ứng cử viên đại biểu hội và ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với 5 huyện, phường, xã, thị trấn cũng như thành phố Thủ Đức là các ông chí cũng phải đảm bảo cái tiến độ thời gian khoảng đến 23 tháng 4 là hạn chót. Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ bàn giao danh sách ứng cử viên đại biểu hội về cho Hội đồng Ủy ban Bầu cử Quốc gia, rồi cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ. Còn đối với Hội đồng Nhân dân thành phố phải bàn giao giữ Ủy ban Bầu cử thành phố và Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 14 tháng 6, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, Công an thành phố sẽ mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, sớm hoàn thành danh sách người phục vụ cho 3.312 điểm bầu cử trên thành phố và cấp phát con dấu trước ngày 30 tháng 4. Sở Thông tin và Truyền thông cũng tiến hành tập huấn cho thành phố Thủ Đức và các quận huyện trong áp dụng phần mềm bầu cử. Thưa quý vị, 85,7% doanh nghiệp trên tổng số hơn 126.000 được Tổng cục Thống kê khảo sát bị đại dịch COVID-19 tác động. Con số này cũng cho thấy sự cấp thiết trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi linh hoạt thời kỳ mới. Đó cũng là vấn đề được nhiều doanh nghiệp diễn giả đưa ra trao đổi tại diễn đàn Lãnh đạo tạo đột phá, ứng biến để vươn mình 2021 do Hội Nữ Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Việt Nam là quốc gia may mắn khi đã kiểm soát tốt dịch bệnh và duy trì các hoạt động kinh tế xã hội hiệu quả sau đại dịch. Sau hơn một năm ứng phó với diễn biến của dịch bệnh, các doanh nghiệp học được bài học về sự thích nghi, ứng biến, linh hoạt, củng cố nội lực, biến nguy thành cơ, cập nhật xu hướng công nghệ, thay đổi một cách sáng tạo. Với chủ đề của diễn đàn năm nay cũng tập trung vào các nội dung chuyển đổi tổ chức và ứng biến để vươn mình. Dịch Covid ập đến thì gần như là phải chỉnh sửa rất là nhiều thứ. Từ cách tiếp cận với khách hàng cũng phải thay đổi. Thì nhờ cái cả một cái tập thể ban giám đốc và tập thể công nhân viên chức đồng lòng như vậy, chính vì vậy là doanh nghiệp của chúng tôi đã lướt qua năm 2020 một cách là tương đối là yên bình. Và đến năm 2021 này thì cũng đã thích nghi được. Thì chúng tôi cũng vui mừng quan sát thấy được là cái tỷ lệ theo khảo sát của chúng tôi đó thì 54% doanh nghiệp là duy trì và là có tăng trưởng so với năm 20 so với năm 2019 về mặt hoạt động kinh doanh, và trong đó thì có 46% doanh nghiệp cũng có thể hiện tốt cái mức độ ứng biến khi mà Covid xảy ra. Người nữ doanh nhân hoặc là người chủ doanh nghiệp là một cái người lèo lái con thuyền của doanh nghiệp, và khi mà có một cái đột biến như vậy đó thì người chủ doanh nghiệp bằng mọi cách
phải làm sao vững cho chiếc thuyền của mình. Và những người ở trên thuyền đó cùng phải đồng thanh để làm sao mà vững trước cái đã, vững trước rồi bắt đầu là mới tiến lên được. Đánh giá cao nỗ lực của Hội Nữ Doanh Nhân Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, trong tình hình kinh tế cả nước và thế giới đối mặt với nhiều thách thức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng hy vọng Hội Nữ Doanh Nhân Thành phố Hồ Chí Minh và người quản lý tham gia diễn đàn lần này sẽ mang về những kinh nghiệm thiết thực, bổ ích không chỉ để ứng biến với Covid-19 mà trong tương lai ở các hoạt động kinh doanh, đời sống khi bất ổn xảy ra thì người lãnh đạo cũng có một nền tảng để ứng biến. Thông qua diễn đàn này, cá nhân và doanh nghiệp sẽ thấy được xu hướng toàn cầu về mô hình lãnh đạo ứng biến. Chương trình không chỉ gói gọn ở một diễn đàn mà sẽ tiếp tục tổ chức 4 buổi đào tạo suốt chuỗi chương trình năm nay. Được triển khai từ cuối năm 2020, ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động được đánh giá là mang đến rất nhiều tiện ích khi có thể giúp cho người tham gia bảo hiểm xã hội chủ động theo dõi đóng bảo hiểm cũng như quyền lợi từ những lợi ích của việc đóng bảo hiểm. Đây được xem là một bước đi quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam nói riêng và hệ thống an sinh xã hội nói chung. Chỉ tốn từ 3 đến 5 phút với vài thao tác đơn giản thì anh Cao Văn Đức đã có thể tự kiểm tra về quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội ngay trên chiếc điện thoại thông minh cá nhân. Mình có thể tra cứu được mọi thông tin liên quan bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kể cả người dân thành phố và bản thân mình khi có thắc mắc về những điểm giao dịch thực hiện bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm y tế thì mình có thể lên này mình tra cứu rất là dễ dàng. Mặc dù ứng dụng đã và đang mang đến những hiệu quả thiết thực, thế nhưng vì còn đang trong quá trình triển khai, ứng dụng vẫn còn một ít bất cập gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng. Trong đó, việc đăng ký tài khoản phải trải qua thêm một bước thủ công là gửi tờ khai thông tin cá nhân để bảo hiểm xã hội tiến hành đối chiếu, sau đó mới tiến hành cấp tài khoản, khiến cho không ít người dùng không đủ kiên nhẫn để tiếp tục cài đặt ứng dụng. Mất thời gian lắm. Nếu như mà tự làm luôn á, thì mình có thể làm ngay lập tức. Còn nếu như mà phải gửi về một cái tờ giấy để đem lên bảo hiểm, có thể là họ, những người ta bận á, người ta không đem lên luôn. Đối với những người vùng sâu, vùng xa, những người lớn tuổi, thì họ không hiểu được cái khái niệm tài khoản là gì, không hiểu được khái niệm mật khẩu là gì, nên họ vẫn thích được là sử dụng xài cái thẻ giấy giống như trước đây. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 600.000 lượt người thực hiện việc cài đặt ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số, trong đó có hơn 450.000 tài khoản đã được kích hoạt. Chúng tôi cũng đang xây dựng lộ trình là từ đây đến cuối năm chúng tôi sẽ xây dựng là khoảng 50% cái người tham gia bảo hiểm y tế sẽ sử dụng cái ứng dụng này, dự kiến sẽ hơn 4 triệu người sẽ sử dụng cái ứng dụng này. Người lao động sẽ xem được quá trình của mình và nó sẽ góp phần vào cái chuyển đổi số thành phố, đó là chỉ có thể sử dụng smartphone mình theo dõi hết quá trình thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp rồi bảo hiểm y tế của cá nhân cái người tham gia. VSSID không chỉ góp phần công khai minh bạch thông tin về quá trình tham gia và thụ hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người tham gia, mà còn chung tay trong công tác chuyển đổi số theo chỉ đạo của chính phủ. Vì thế, hy vọng nhà phát triển ứng dụng sẽ sớm khắc phục được những bất cập trên để VSSID ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được nhu cầu thiết thực của người dùng. Chiều hôm qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC đã tiếp nhận hệ thống xét nghiệm real-time PCR tự động Cobas 4008 trị giá hơn 5 tỷ đồng từ tập đoàn Hưng Thịnh. Hệ thống xét nghiệm real-time PCR này có nguồn gốc từ Thụy Sĩ. Đây là hệ thống mở tự động hoàn toàn gồm hai thành phần chính là hệ thống tách chiết tự động và real-time tự động. Do hệ thống chạy hoàn toàn tự động nên vừa giúp tiết kiệm sức người, vừa giảm thời gian chờ kết quả. Việc tách chiết tự động này cũng giúp hạn chế nhiễm chéo, ít khả năng lây nhiễm cho nhân viên xét nghiệm. Thì cái dàn máy này nó đảm đương luôn cái việc lót hóa chất cũng như là pha hỗn hợp bít tự động. Nghĩa là mình chỉ cần qua công đoạn tách chiết tự động và chuyển qua chạy real time tự động. Thì như vậy thì nó sẽ tăng độ chính xác của xét nghiệm, tăng công suất cũng như là giảm được cái nguồn nhân lực cho mình. Với việc trang bị hệ thống xét nghiệm real-time PCR mới sẽ nâng công suất xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh lên 2.000 mẫu mỗi ngày, tăng gấp đôi công suất xét nghiệm so với hiện tại. Từ đó giúp cho việc sàng lọc nhanh và nhiều đối tượng nguy cơ hơn, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh có thể kịp thời, nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông vừa có kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ huy động tối đa và bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, khai thác tối đa hiệu quả hệ thống giám sát vào việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Báo Quân đội Nhân dân có bài Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của cử tri. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của cử tri. Hiến pháp năm 2013, hiến định tại Điều 6, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và thông qua các cơ quan khác của nhà nước. Nguyên tắc bầu cử trực tiếp đòi hỏi cử tri không được nhờ người bầu hộ, bầu thay hoặc là bầu bằng cách gửi thư. Cử tri tự bỏ lá phiếu vào hòm phiếu. Trường hợp cử tri không thể tự bỏ phiếu thì người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người viết hộ phải đảm bảo bí mật phiếu bầu của cử tri. Nếu cử tri vì tàn tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu. Trường hợp cử tri ốm đau và yếu tàn tật không thể đến phòng bỏ phiếu thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến nơi của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện các thủ tục bỏ phiếu. Báo Sài Gòn Giải Phóng có bài Xóa ách tắc đền bù bắt đầu từ đâu? Hiện nay điểm nghẽn phát triển của thành phố Hồ Chí Minh chính là giải phóng mặt bằng dẫn đến hạ tầng đầu tư xây dựng chậm chạp. Theo báo cáo mới đây của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, trong 75 dự án đang quản lý thì có 28 dự án đang chờ đợi mặt bằng, 29 dự án đang thi công nhưng vẫn còn vướng mặt bằng. Do đó muốn sử dụng đất hiệu quả, mở rộng đất hai bên đường để tổ chức đấu giá như đề án khai thác quỹ đất mà thành phố đưa ra, vì đầu tiên phải tính toán nghiêm túc là công tác giải phóng mặt bằng. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 27 cho phép thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất. Đây là giải pháp được xem là khả thi nhất để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Khi áp dụng đầy đủ các giải pháp này thì công tác giải phóng mặt bằng sẽ đem lại hiệu quả. Thưa quý vị, báo Pháp Luật có bài 6 dự án giải cứu giao thông cảng biển thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét bố trí nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện các tuyến đường giao thông trục chính kết nối khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh có 6 dự án giao thông kết nối cảng biển nhằm giảm ùn tắc giao thông và đồng bộ với việc thu phí hạ tầng xung quanh khu vực cảng từ đầu tháng 7 năm nay. Theo Sở Giao thông Vận tải, việc ưu tiên các tuyến đường giao thông trục chính kết nối cảng biển nhằm sớm triển khai thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố. Từ đó tạo sự đồng thuận chấp hành của các cá nhân đơn vị thuộc đối tượng thu phí trong quá trình triển khai. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu EMA ngày hôm qua 14 tháng 4 tuyên bố vẫn tin tưởng vào các lợi ích mà vaccine ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson mang lại, vượt trội so với những nguy cơ về tác dụng phụ hiếm gặp. Thông báo này được đưa ra không lâu sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA yêu cầu tạm ngừng sử dụng loại vaccine này sau khi có báo cáo về 6 trường hợp đông máu. 6 trường hợp đông máu ở Mỹ là phụ nữ tuổi từ 18 đến 48 với các triệu chứng được phát hiện sau khi tiêm từ 6 đến 13 ngày. Đây là những trường hợp đông máu đầu tiên có liên quan đến vaccine Johnson & Johnson được ghi nhận sau khi đã có hơn 6,8 triệu liều được tiêm. EMA cho biết, cơ quan này hiện đang điều tra về tất cả những trường hợp nói trên và sẽ quyết định trong tuần tới xem liệu có cần đưa ra hành động chính thức nào không. Trong quá trình đó, EMA vẫn giữ quan điểm rằng việc những lợi ích của vaccine này trong phòng ngừa COVID-19 vẫn vượt trội hơn nguy cơ về tác dụng phụ. Vaccine của Johnson & Johnson đã được cấp phép sử dụng ở Liên minh châu Âu EU từ 11 tháng 3, nhưng việc sử dụng loại vaccine này vẫn chưa được phổ biến rộng rãi. Hiện Johnson & Johnson đã tuyên bố sẽ chủ động trì hoãn việc phân phối vaccine đến EU. Trong một diễn biến mới liên quan, Đan Mạch thông báo sẽ ngừng hoàn toàn việc sử dụng vaccine AstraZeneca, trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên sau quyết định này. Việc dừng sử dụng AstraZeneca sẽ làm trì hoãn kế hoạch tiêm phòng đầy tham vọng của Đan Mạch. Nhưng cơ quan y tế nước này cho rằng, với lượng vaccine các loại khác họ đang sở hữu và tình hình dịch đang được kiểm soát, chiến dịch tiêm chủng có thể tiếp tục mà không có AstraZeneca.
Các vaccine Oxford, AstraZeneca và GNG hoạt động theo những cách tương tự và cả hai đều sử dụng adenovirus, một loại virus phổ biến thường gây ra các triệu chứng cảm nhẹ. Hội đồng lập pháp khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc ngày 14 tháng 4 đã công bố dự thảo điều lệ sửa đổi, cải thiện hệ thống bầu cử năm 2021, trong đó sửa đổi 8 điều lệ chính và 24 điều lệ phụ. Theo nội dung dự thảo dày hơn 500 trang, 5 khu vực bầu cử trước đây sẽ tách thành 10 quận, mỗi quận chiếm 2 ghế, trong khi đó số ghế bầu trực tiếp tại Hội đồng lập pháp quận giảm xuống còn 20 ghế. Hội đồng lập pháp Hồng Kông dự kiến có phiên đọc đầu tiên dự thảo điều lệ sửa đổi này trong ngày 14 tháng 4. Từ cuối tháng trước, Trung Quốc đã chính thức thông qua sửa đổi các phụ lục 1 và 2 của luật cơ bản Hồng Kông nhằm cải cách toàn diện chế độ bầu cử tại vùng lãnh thổ này. Tiếp theo là một nhìn ra thế giới. Mời quý vị tìm hiểu sâu thêm về diễn biến dịch bệnh COVID-19 ở Campuchia và Thái Lan. Thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 ở Campuchia và Thái Lan đang diễn ra đáng báo động khi hai nước láng giềng này có số ca nhiễm tăng cao kỷ lục trong những tuần gần đây. Trong năm 2020, Campuchia là một trong những nước ít bị ảnh hưởng nhất thế giới. Nhưng đến ngày 11 tháng 4 vừa qua, WHO cảnh báo Campuchia đang bên bờ vực của một thảm kịch quốc gia bởi sự gia tăng đột biến của số ca lây nhiễm trong cộng đồng và số ca tử vong. Dù nước này đã rất nỗ lực ngăn chặn COVID-19. Tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2020, Campuchia phát hiện 326 ca nhiễm, tất cả là các ca nhập cảnh và không có ca tử vong. Ngày 28 tháng 11 năm 2020, Campuchia phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên là vợ của một giám đốc trại giam. Đến ngày 1 tháng 12, phát hiện 17 ca dương tính liên quan đến bệnh nhân này. Chính quyền Campuchia nhanh chóng đóng cửa tất cả các trường học và viện bảo tàng và một khách sạn ở Phnom Penh, các trung tâm mua sắm, đồng thời cấm tụ tập hơn 20 người trong 2 tuần để ngăn chặn lây lan. Ngày 8 tháng 2 năm 2021, Campuchia nhận lô vaccine đầu tiên do Trung Quốc trao tặng, sau đó đã nhanh chóng triển khai tiêm phòng cho người dân, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao. Tuy nhiên, đến cuối tháng 2, tình hình bệnh dịch COVID-19 bắt đầu chuyển biến xấu khi bùng phát một số ổ dịch. Đến ngày 9 tháng 4 vừa qua, chỉ trong một ngày, Campuchia đã phát hiện thêm 576 ca nhiễm mới, cao hơn cả tổng số ca nhiễm ở nước này trong năm đầu tiên của đại dịch. Theo Bộ Y tế Campuchia, đợt tăng vọt này tập trung ở thủ đô Phnom Penh. Tất cả những ca nhiễm mới này đều liên quan đến sự bùng phát từ sự kiện ngày 20 tháng 2. 4 công dân Trung Quốc được cho là đã hối lộ cảnh sát để trốn khỏi khách sạn mà họ đang cách ly. Sau khi trốn khỏi khu cách ly, ít nhất 2 người nói trên đã đến họp đêm và tham gia các buổi tiệc tùng. Đến lúc bị bắt giữ trở lại, 2 trong số 4 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và bị cho là nguyên nhân khiến bệnh dịch bùng phát trở lại tại Campuchia. Sau khi xảy ra sự cố trên, số ca COVID-19 đã lây lan ra cả nước Campuchia. Số lượng ca nhiễm mới hàng ngày bắt đầu tăng ở mức hàng chục người, khiến 24 người tử vong và làm tổn hại đến nỗ lực chống COVID-19 của Campuchia, mà trước đó được đánh giá là thành công. Trước sự kiện ngày 20 tháng 2, đất nước 16 triệu dân này chỉ có 484 ca nhiễm và không có ca tử vong. Campuchia vừa công bố đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho 1 triệu dân, nhưng nước này vẫn đứng trước nguy cơ vỡ trận giữa bối cảnh tình hình liên tục diễn biến xấu. Ngày 13 tháng 4, chính quyền thủ đô Phnom Penh quyết định kéo dài lệnh giới nghiêm tại thành phố này thêm 2 tuần đến ngày 28 tháng 4 do số ca mắc mới COVID-19 chưa có dấu hiệu giảm. Trước đó, chính quyền Phnom Penh đã áp dụng lệnh giới nghiêm trong 2 tuần từ ngày 1 tháng 4, thời gian giới nghiêm từ 20 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau nhằm giảm tình trạng lây nhiễm dịch bệnh ở thủ đô. Trong thời gian giới nghiêm, hoạt động đi lại trong thành phố bị cấm, trừ các trường hợp có lý do gia đình, khám chữa bệnh khẩn cấp, cứu hỏa, công nhân nhà máy làm ca, lực lượng vũ trang thực thi nhiệm vụ. Những người vi phạm lệnh giới nghiêm sẽ bị phạt theo luật ngăn chặn lây lan dịch bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm gây chết người khác, với mức phạt có thể lên đến mức án tù giam. Một bệnh viện dã chiến 1.800 giường vừa được hoàn thành ngày 13 tháng 4 tại trung tâm hội nghị COVID ở thủ đô Phnom Penh. Tính đến hết ngày 13 tháng 4, Campuchia ghi nhận tổng cộng 4.696 ca mắc COVID-19, trong đó 2.252 người hồi phục và 33 người tử vong. Trong thông điệp gửi đến người dân nhân dịp chào đón Tết cổ truyền Khmer, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định cam kết của chính phủ
đưa đất nước vượt qua thách thức dịch bệnh COVID-19, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng Hun Sen cho biết, lệnh cấm đi lại liên tỉnh sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 4, nhưng có thể được kéo dài nếu tình hình không cải thiện. Trong khi đó, Thái Lan đang phải chống chọi với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ ba và cũng là làn sóng nghiêm trọng nhất ở nước này cho đến nay. Trong ngày 14 tháng 4, tức mùng 2 Tết cổ truyền Songkran của Thái Lan, nước này ghi nhận hơn 1.330 ca nhiễm mới. Đây là số ca nhiễm tăng thêm trong ngày lớn nhất tại Thái Lan kể từ khi có dịch, nâng tổng số ca nhiễm ở Thái Lan đến nay là hơn 35.900 ca, 97 ca tử vong. Theo tờ Bangkok Post, Bangkok và Chiang Mai được cho là đang trong tình trạng báo động đỏ vì số ca nhiễm luôn dẫn đầu cả nước trong những ngày gần đây và chủ yếu đều liên quan đến các họp đêm. Xét nghiệm các ca nhiễm ở Bangkok đã phát hiện biến chủng được phát hiện lần đầu tiên ở Anh. Biến chủng được cho là có khả năng lây lan cao hơn virus SARS-CoV-2 ban đầu. Tỉnh trưởng Charoenrit Saguansat cho biết tình hình đang ở mức nguy cấp và đã ra lệnh gia tăng xét nghiệm cũng như số giường bệnh. Tình hình đặc biệt căng thẳng đối với hệ thống chăm sóc y tế của thủ đô Bangkok. Chúng tôi đang tăng số giường của bệnh viện dã chiến lên 10.000 giường. Chúng tôi có thể làm cho người dân yên tâm rằng chúng ta có thể khống chế đợt lây nhiễm này. Ít nhất 10 bộ trưởng của chính phủ Thái Lan và hàng chục nghị sĩ phải tự cách ly ở nhà sau khi tiếp xúc với những người mắc COVID-19. Đợt bùng phát mới nhất diễn ra ngay thời điểm Thái Lan bước vào kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4. Nhà chức trách đã cấm việc tụ tập tham gia lễ hội té nước và kêu gọi người dân tránh tập trung đông người, hạn chế đi lại để phòng dịch. Các điểm giải trí về đêm như quán rượu, quán karaoke tại Bangkok và 40 tỉnh sẽ bị cấm hoạt động cho đến ngày 23 tháng 4. Những người chỉ trích cho rằng công tác tiêm chủng vaccine chống COVID-19 của chính phủ Thái Lan diễn ra quá chậm, chưa đầy 1% dân số được tiêm chủng. Cho đến nay, Thái Lan sử dụng một số lượng nhỏ vaccine Sinovac của Trung Quốc và vaccine AstraZeneca của Anh, Thụy Điển. Bộ Y tế Thái Lan sẽ bắt đầu tiêm chủng ngừa COVID-19 đại trà cho người dân vào khoảng giữa tháng 5, khi lô vaccine AstraZeneca đầu tiên được sản xuất trong nước xuất xưởng. Bên cạnh đó, cho đến nay đã có 41 trên 77 tỉnh thành của Thái Lan áp dụng lệnh hạn chế đi vào tỉnh. Nhà chức trách hy vọng các biện pháp sẽ giúp tỷ lệ lây nhiễm giảm xuống sau lễ Songkran. Nhưng cũng có ước tính cho thấy, trong trường hợp xấu nhất, số ca nhiễm có thể đạt mức 28.000 ca mỗi ngày trong tháng 5. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở Campuchia và Thái Lan, các lực lượng chức năng của Việt Nam, nhất là ở các tỉnh biên giới Tây Nam, đã và đang tăng cường các biện pháp phòng dịch, thắt chặt kiểm soát biên giới. Để công tác chống dịch thành công, bên cạnh công tác chống dịch của chính quyền, rất cần sự chung tay hiệp lực và tinh thần cảnh giác cao của người dân. Nhìn ra thế giới hôm nay đến đây là hết. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.